Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5, tuần 32, trang 87, chính tả. Bài tập số 1, phân tích tên mỗi cơ quan, đơn vị dưới đây, thành các bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng sau. Tên cơ quan đơn vị: A. Trường tiểu học Bế Văn Đàn. B. Trường trung học cơ sở Đoàn Kết. C. Công ty dầu khí Biển Đông. Bộ phận thứ nhất, bộ phận thứ hai, bộ phận thứ ba. Như vậy thì ở bài tập số 1 này chúng ta sẽ phân tích tên của mỗi cơ quan ở dưới đây. Thành các cái bộ phận cấu tạo rồi điền vào bảng. Thì các em thấy ở đây tên các cơ quan đơn vị tổ chức được viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận. Tức là tên các cơ quan đơn vị tổ chức thì chúng ta thường thấy là được viết hoa chữ cái đầu, chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Như vậy ở câu A chúng ta thấy có chữ cái đầu của bộ phận thứ nhất là trường, rồi tiếp theo là tiểu học, thì các em thấy bộ phận thứ hai đó là tiểu học được viết hoa chữ cái đầu tiên của bộ phận đó là tiểu học. Rồi tiếp theo Bế Văn Đàn. Bế Văn Đàn ở đây thì ở đây là chúng ta sẽ thấy ở đây là tên riêng. Như vậy bộ phận ở câu A này gồm có 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất đó là trường, bộ phận thứ hai là tiểu học và bộ phận thứ ba là Bế Văn Đàn. Như vậy bộ phận thứ nhất thì các em sẽ điền vào đây đó là trường. Rồi bộ phận thứ hai đó là tiểu học. Bộ phận thứ ba đó là Bế Văn Đàn. Rồi tiếp tục B, trường trung học cơ sở Đoàn Kết. Như vậy các em thấy ở đây trường trung học Đoàn Kết có các từ. Ở đây trường thì được viết hoa, trung học cơ sở thì được viết hoa chữ cái đầu. Chữ cái đầu tiên của bộ phận là trung học cơ sở. Như vậy ở đây cũng có là 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất đó là trường. Bộ phận thứ hai là trung học cơ sở. Và bộ phận thứ ba là đoàn kết. Thì ở đây các em khi phân tích thì chúng ta chú ý là chúng ta thấy là tên các cơ quan đơn vị tổ chức thì được viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Thì từ cái gợi ý đó thì các em có thể là phân tích các tên riêng này thành các bộ phận để chúng ta điền vào chỗ trống. Rồi tiếp theo câu C, công ty dầu khí Biển Đông. Như vậy bộ phận thứ nhất đó là công ty, bộ phận thứ hai là dầu khí và bộ phận thứ ba là Biển Đông. Như vậy bộ phận thứ nhất đó là công ty. Rồi bộ phận thứ hai là dầu khí. Bộ phận thứ ba là Biển Đông. Rồi tiếp theo là bài tập số 2, viết lại cho đúng tên các cơ quan đơn vị sau: nhà hát Tuổi Trẻ, nhà xuất bản Giáo Dục, trường mầm non Sao Mai. Như vậy thì ở đây là chúng ta ở bài tập số 2 này có các tên các cơ quan đơn vị đó là nhà hát Tuổi Trẻ, nhà xuất bản Giáo Dục, trường mầm non Sao Mai. Thì tên các cơ quan tổ chức
Đơn vị tổ chức thì được viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Tức là tên các cơ quan đơn vị tổ chức thì được viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành tên riêng đó. Như vậy chúng ta sẽ viết lại cho đúng tên các cơ quan này. Nhà hát tuổi trẻ thì gồm có hai bộ phận, đó là nhà hát và tuổi trẻ. Như vậy chúng ta sẽ viết hoa tên viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận nhà hát. Rồi, đó là bộ phận thứ nhất. Bộ phận thứ hai là tuổi trẻ. Như vậy chúng ta sẽ viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tuổi trẻ. Rồi, nhà xuất bản giáo dục thì chúng ta sẽ viết hoa nhà xuất bản giáo dục. Tức là ở đây nhà xuất bản là bộ phận thứ nhất, giáo dục là bộ phận thứ hai. Rồi, trường mầm non Sao Mai thì bộ phận thứ nhất đó là trường mầm non, bộ phận thứ hai là Sao Mai. Thì các em thấy Sao Mai ở đây đó là tên riêng. Như vậy chúng ta sẽ viết hoa chữ cái của mỗi từ tạo thành tên riêng đó.